Đây là lọ thảo bồn cầu nhà em, bởi vì là mai em không đi giao trực tiếp được nên em sẽ quay hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Đây, mở cái lọ thảo bồn cầu ra, nó sẽ có một cái nắp bạc như này, mình góc ra. Nhìn cái vỏ bao bì in rất là sắc nét, mùi rất là thơm. Đây ạ, cái nắp của nó cũng rất là chắc chắn thì mới là hàng công ty, còn không thì nó sẽ là hàng trôi nổi trên thị trường. Đấy, đây cái phần nắp này mọi người có thể xoáy to nhỏ tùy theo cái muốn nước đậm hay nước nhạt của mọi người. To như thế này thì nước nó rất là đậm, nhưng mà tất nhiên là sẽ nhanh hết hơn, nên thường nha em chỉ để một nửa như thế này thôi. Đấy, để một nửa như thế này. Thế xong rồi là sẽ mở cái tách nước lên. Đó. Như thế này là cầm thả vào đây.